Tôi Quy Địa Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi vùng lĩnh chính trị viện, và ở trước mặt tôi thì tôi đang đi trên đường pha mà để tiến về phía bên dưới, nơi dưới biển cả mênh mông bát ngát ở phía dưới đó. Thì để tiếp tục nơi này thì tôi đang có mặt tại nơi này vào một ngày bóng tối, ở trước là biển cả phía trước, và tôi sẽ tiến về phía bên trong và phía bên dưới nơi dưới biển cả này, và tiếp tục để mà tại lại 53 35 miền Nam miền Trung. Thì đã trao về hiện tại miền Nam miền Trung đó. Và trước mặt tôi đầy sự liên thiên, và cũng như nơi bóng tối này và dưới biển này. Rồi, thì ai có thiên tài để mà ta lại các chị ở đây, nơi vùng chết trôi dưới biển này, để mà ta lại. Thì ở đây có cái nhà rất là to. Đó. Thì tôi đang tiến về phía bên dưới, một ngày mới ra sao, và như thế nào, ở nơi vùng chết trôi dưới biển này. Thì trước mặt tôi này, đây là hòn đá con rồng, một hòn đá con rồng, mặt miệng mũi và sừng ở phía sau đây, quay là giống luôn, quay là khủng khiếp. Thì tôi đang tiến về phía bên dưới đó. Dép một con này. Rồi thì ai cái điện thoại để mà tôi là các chị nơi đi biển cả mình mong ở đây, ba ngạc ở đây. Thì hôm nay tôi nghe tiếng một tiếng con cú nó kêu đó. Hôm nay tại đây sao có con cú nó kêu. Ở chỗ đây thì có dòng nước chảy, chảy quanh năm, chảy suốt thôi. Chỗ này là cũng một con suối luôn này, kế bởi lợi phía trong đó, đó. Rồi một ngày mới ra sao, và cũng như đêm đến tiền tài như thế nào, và để mà tiếp tục tại lại nhỏ nhỏ. Đây là một con suối chảy suốt thôi, chảy miết miết và chảy quanh năm, chảy tới mùa mưa vẫn còn chảy. Thì tôi đang có mặt tại nơi dưới biển này. Nghe em trời rất êm và rất êm. Ở đây biển cả nơi này thì rất là cạn. Đây, chỉ thấy hòn đá thôi, không còn thấy nước nữa.
nước cạn sắt hết rồi. Rồi tôi đang đứng trước biển cả ở phía trước. Hôm nay nước ở đây rất là cạn, cạn sắt luôn, quá trời. Hôm nay cạn, rất là cạn. Rồi, một ngày mới ra sao ở nơi ở dưới biển cả này, và điều gì sẽ hiện lên, và điều gì sẽ đem đến, điều gì đem đến hiện tại. Quá trời, bàn cua mè nhẹ nó chạy. Thì tôi đang đi dạo một vòng và tiếp tục một ngày mới ở nơi biển cả. Và phía trước rất là đông. Đó, trời im thì những chiếc thuyền đánh cá rất là đông, và ở phía trước rất là sáng trưng. Đó, từ Nam chí Bắc thì dọc dọc này giống như một thành phố biển đây. Đó, quá trời đẹp, rất là xa đây, trời im biển lặng thì người ta đánh cá rất là xa. Rồi, thì một ngày mới như thế này, đó, đây là biển cả của ngày hôm nay. Mỗi ngày thì mỗi khác. Mỗi ngày thì mỗi khác, đó. Cũng như giống như đang ngắm biển, thì ai ở nơi xa không thấy biển thì để mà ngắm trong này. Đây là buổi tối của một dòng biển tối và như thế này. Và ngày hôm nay, ngày mai thì ngày 7 tháng 7 rồi. Đây là một buổi tối như thế này đây. Rồi thì tôi sẽ quay vào phía bên trong để em tiếp tục tạ lễ, và tạ lễ nhỏ nhỏ. Thì ai có thiên tai để mà tạ lễ cũng như các chị ở đây, vũ linh trên trời biển này. Và một ngày mới ra sao, và tạ lễ thì đem đến sự may mắn, tiền tài cũng như để mình hiện lên ở đây sẽ ra sao, ngày mai như thế nào. Thì tôi sẽ tiến về phía bên trong để mà đặt đồ tạ lễ. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để mình theo dõi, và nơi biển cả mênh mông bát ngát như thế này. Đó.
thì ai có tiền tài ở nơi cô chín đấy, ta là người cô chín qua trời, cô chín cho về 13 đặc biệt đấy, 13 đầu miền Bắc rất là khủng khiếp. Và ở nơi vùng chín trôi dưới biển này, một ngày mới sẽ là sao, có hiện tượng gì sẽ đem đến, và tiền tài như thế nào. Rồi thì một ngày mới thì tôi sẽ đặt đồ và lưu tiếp theo để mà trả lời. Thì nơi này thì ai có tiền tài nhỏ nhỏ thì trả lời nhỏ nhỏ, chúc qua nhân khói đó là sự ủng hộ trả lời các chị đầy cũng như sự may mắn tiền tài đem đến tiếp theo mỗi ngày, và để mà tiếp tục tham khảo ở đây, và cũng như hiển linh như thế nào, các vị ở đây đang hiện hữu như thế nào, và tôi sẽ đặt đồ với linh hương. Thì tôi đang đặt đồ đấy. Thì trong xem ai chưa đăng ký kênh nhập vào chưa đăng ký, và chia sẻ và không bố hợp với lộ. Và tôi đang tiến hành để mà chụp bánh trái nó. Thì ai có tiền tài đây để mà phụ chút nhang đèn, cũng như ta là các chị đây để của ít lòng nhiều, và để mà chuyến đi nó thành công tốt đẹp, nó sẽ thành công tốt đẹp đó. Thì ai tham khảo ở đây mỗi ngày. Rồi thì đèn cả tôi tiếp tục lên màu đèn đó, bánh trái sữa tiền nhân bạc này để mà tờ lại các chị đây. Thì ai có tiền tài ở đây thì tờ lại có số tội số thì khổ phía dưới màn hình này đó. Phía dưới màn hình hoặc dưới những tin đều có, cũng như để ủng hộ tờ lại các chị ở đây, cũng như sự làm thành ở đây, hiển linh ở đây, tiền tài ở đây, và đây, điều gì sẽ hiển linh tại nơi vô linh chích trôi dưới biển này đem đến như thế nào. Rồi vượt hàng trăm cây số đi đây rất là xa xôi, và nơi dưới biển cả này để mà cũng như đem đến tiền tài vừa. Sự hiện diện ở đây sẽ ra sao, nơi vùng đỉnh chật trội dưới biển này. Và để mà hồi nãy giờ cũng đã ngắm biển xong rồi, có điều gì sẽ hiện lên ở đây, tôi đang khấn vái trả lời. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Phật. Thì ngày hôm nay tôi có chút bánh trái sữa thiên nhiên bạc này để trả lời các chị ở đây. Đất đai Diên Trạch, Thanh Hoàng Bổn Sư Bạch Mã Thái Giám, Quan Trâm Bút Lễ Thượng Tước Tơ Đài, Quyền Trân Đao Lộ, Thi Minh Chích Trôi Chích Nổi Chích Bơm Chích Đàn Chích Đường Xe, nơi dưới biển là thủy sông Hà Lai Đậm Điện, Ấn Lai Thi Mật và Hà Bái Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương ở dưới nước, Mộc Triều Đại Dương, Hà Sa Thị Phủ, thì các điện thủy cung trần ngồi dưới biển chính cùng Hà Bái ở dưới nước, và để mạng linh điều gì sẽ đem đến, điều gì ở đây sẽ hiện linh đó tại nơi vùng trịch trôi biển này là một, và sẽ hiện linh như thế nào phải cho tôi biết là một. Thì có cái gì đang hiện hữu thì chúng này sẽ đứng lên và cho tôi biết ở đây không không. Không một. Nơi này rất là mùi, mùi quá khủng khiếp luôn. Không hai. Không ba. Không bổn. Vẫn chưa đứng ở đây. Không nằm. Không sáu. Không bại liên tục nghe. Không tám. Không chín. Nghe nó rồi. Số 10. Thì ai có tin tại đây để em trả lời các gì đây, thì có số thủy cầu phía trên màn hình hoặc dĩ nhiên tin đều có để mình trả lời các gì đây. 11. 12. 13. Đấy, nhớ 13 thì nơi cổ chính. 13 đặc biệt khủng khiếp. Và đầu vẫn chưa được. 14. 15.
Hiện tại thì 15 đứng nghiêng vào một bên đỏ khủng khiếp. Trứng đã nghiêng, đứng nghiêng. 15, 51 và đang hư hữu ở đây. Có cái gì đang hư hữu ở đây? 15 và 51 đó. Thì lọc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Ai có tiền tài để mà ta là các chị cùng trực trội viện này. Và điều này trứng đã đứng hiển lên ở đây và đang hiện hữu ở đây, và cho trứng gà này đã đứng lên. 15 và 51 đó, quay là không kịp. 15 và 51 thì tôi sẽ đốc tiền nhân bạc này để trả lời các chị ở đây đã hiện hữu và đã nói lên điều này tại thư phụ huynh trực trội viện này. Và điều này đã cho dựng đứng không kịp luôn. Rồi, đứng sừng sừng. Và đây là đứng nghiêng vào một bên. Rồi, thông xin ai chưa đăng ký kênh nhấp vào để theo dõi. Và ai có thiên tài để trả lời thì ở đây đã cho diễn đứng 15 51 đó. Và đang hưởng hữu trứng này đã đứng lên. Ngày mai rực rỡ tiền tài và điểm đến. Nên ai có thiên tài đây để em trả lời. Về sự tâm linh thì tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cũng như đang hưởng hữu như thế này đó. Rồi thì tôi đang đốt tiền nhân bạc này đã cháy. Thì trứng vẫn đứng nguyên hình nguyên bóng. 15 và 51 ở đây đó, quay là không kịp.